Hùng Pro Kiêu Ngạo. Chào mừng tất cả các bạn đến với cuộc thi Cười cùng Hùng Rô. Trên đời có những chuyện bi hài, nhiều khi xảy ra không ai có thể lường trước được. Một anh chồng vì quá vui mừng khi biết tin vợ có thai, liền lấy điện thoại nhắn tin có thai rồi gửi cho mọi người. Và kết quả vô cùng bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng. Và sau đây xin gửi đến cuộc thi Cười cùng Hùng Rô một bài thơ vui: báo tin có thai rồi và cái kết bi hài. Khi chồng biết vợ có thai, nhắn tin sung sướng khoe vài người quen. Tối trời hôm đó tắt đèn, lấy nhầm phone vợ số đen nhọ nồi. Viết tin là có thai rồi, gửi toàn danh bạ, xong ngồi hát chơi. Bỗng tin mẹ vợ trả lời: sao mày dẫm dũi chơi bời linh tinh, chồng con khám bảo vô sinh, mà giờ lại nói là mình có thai. Đột nhiên tin nhắn thứ hai, ông anh rể viết bi hài làm sao. Thế giờ định xử thế nào, nhỡ chồng cô biết tính sao bây giờ. Vẫn chưa kịp hết bất ngờ, bạn thân của vợ rậm rờ nhắn tin: dạng mày đắt cả trăm nghìn, hàm đi chơi bậy ôm mùn có khi, không nghe cứ lén trốn đi, có bầu chết chửa giờ thì kêu ai. Đến thằng bạn tốt thứ hai, trả lời tin nhắn lại nhài mấy câu: nửa năm có gặp nhau đâu, mà nay đổ vỏ lên đầu của tôi. Cả thằng đồng nghiệp bạn tồi nói là không phải của tôi chứ bà, lâu nay chẳng gặp mặt bà, làm sao có thể biết là có thai. Cấp trên nhắn lại như đài: cho cô 10 triệu phá thai vụ này, ưu tiên nghỉ phép vài ngày, nhớ rằng kín miệng việc này hộ tôi. Khách hàng nhắn lại: được rồi, cô đừng hù dọa thân tôi nữa mà, ngày mai cô hãy đến nhà, hợp đồng sẽ ký, cô đã thích chưa. Linh tinh tin nhắn như mưa. Kìa, thêm người lạ mới vừa nhắn xong: vậy cô ly dị với chồng, về đây tôi sẽ bế bồng chăm thai. Lại thêm người lạ thứ hai nói rằng: hôm đó có hai người mà, tôi và giám đốc nữa nha, chắc gì thai đó đã là của tôi. Người lạ thứ ba nhắn rồi: cô đừng đùa chứ, biết tôi rõ mà, triệt sản đã một năm qua, làm sao có thể khiến bà có thai. Chào ôi, tin nhắn nối dài, biết ai tác giả cái thai người nào. Ông chồng chua xót làm sao, hỏi rằng mình bị cắm bao nhiêu sừng. Mày dâu xin chớ vội đừng, thấy người vợ có tin mừng mà vui. Thời này ăn vụng xong chùi, sạch luôn cả vết lẫn mùi mới ghê. Lấy vợ chẳng khác đánh đề, mình mong con vợ nó về còn ai. Con năm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như tôi bị đau răng. Hôm nay tôi bị đau răng thấu trời xanh. Tôi khó chịu và nhăn nhó như thì ăn ớt. Bạn tôi khuyên tôi là muốn nhanh khỏi thì phải ngậm một miếng chanh thật chua, nếu vẫn chưa hết đau thì lại ngậm thêm một cục nước đá. Tin lời thằng bạn chết tiệt nên tôi đã làm theo. Kết quả là răng tôi càng e bút, từng miếng cứng và dãy nảy như đỉa phải vôi. Rồi tôi quyết định tìm đến gặp bác sĩ. Ông ấy yêu cầu tôi há mồm to nhất có thể. Loay hoay một hồi, ông ấy vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh của tôi. Bác sĩ phán đoán rằng tôi bị đau là do nguyên nhân sâu xa từ hệ thần kinh của đốt sống cổ. Ông ấy bảo tôi ngồi âu đầu về bên trái, nghiêng đầu theo hướng 1:30 về phía phải, cúi gập cổ về phía trước sâu nhất có thể, ngửa cổ về phía sau và đồng thời há mồm đọc to chữ A. Răng tôi chẳng những không thuyên giảm mà trái lại còn đau dữ dội hơn. Vậy mà bác sĩ còn yêu cầu tôi việc mỉm chi, việc khoái chí, việc ngứa hết mồm. Tôi lại tiếp tục đi tìm gặp một vị tiến sĩ nha khoa khác. Nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, vị tiến sĩ đáng kính lại phán:
Rằng tôi bị đau là do tôi có tiền sử bệnh đau lưng kinh niên. Ông ấy yêu cầu tôi đứng dậy, vặn sườn hết cỡ về bên trái, nghiêng người 90 độ về bên phải, ngửa người ra sau sâu nhất có thể, khiến tôi suýt ngã sóc xoài trên mặt đất. Nhưng chưa thỏa mãn, ông ta bảo tôi đưa tay ra sau lưng, rồi từ lưng đưa thẳng lên đỉnh đầu và vòng tứ đầu xuống phía trước. Sau 3 lần được tham vấn điều trị, nhưng răng của tôi lại càng lúc càng đau trầm trọng hơn. Tôi cương quyết và chỉ tay vào chiếc răng đang bị đau và đề nghị nhổ cho tôi. Nhưng thay vì nhổ chiếc răng đau của tôi thì ông ấy lại gây tê và nhổ nhầm chiếc răng không đau bên cạnh. Lần này tôi đã nổi cơn thịnh nộ. Nhưng có một người thầy đã dạy tôi là phải luôn biết học chữ nhẫn. Cuối cùng tôi đã có một quyết định vĩ đại nhất trong đời, là nhờ bác sĩ nhổ luôn cả hàm răng để thay luôn hàm răng mới cho oái. Vợ và bồ theo quan niệm của ông nội. Cháu trai hỏi ông nội: Ông ơi, giữa vợ và bồ có cái gì khác không ạ? Sau vài phút suy nghĩ, ông nội mới trả lời như sau: Nè cháu, vợ cũng như cái TV và bồ như cái smartphone vậy. Ở nhà thì ta dùng TV, nhưng khi ra ngoài thì ta luôn xài smartphone. Thường thì mỗi ngày ta cũng thích thú xem TV, nhưng phần nhiều thì ta thích chơi với cái smartphone hơn. Thật ra thì cái TV tốt mà lại còn miễn phí, mua một lần xài trọn đời. À, còn cái smartphone dùng nhiều hao tiền nhiều, nếu ta không đóng phí thì bị cắt ngay. Cái TV thường thì to cồng kềnh không thể mang vác theo người và theo thời gian cũng cũ xì. Còn cái smartphone thì nhỏ nhắn dễ thương, mỏng manh, dễ đổi mốt và mang theo mình được. Tiền chi tiêu cho cái TV cũng nhẹ, có khi miễn phí, nhưng tiền chi tiêu cho cái smartphone thường tùy thuộc kiểu dáng và đời của smartphone. Ta luôn có cái remote điều khiển được cái TV, còn cái smartphone thì không bao giờ. Nhưng điểm thú vị nhất của cái smartphone là được thông tin hai chiều là nghe và nói, còn điểm đáng tiếc nhất của cái TV thì chỉ có nghe mà thôi, muốn nói lại TV cũng không thèm nghe. Và lưu ý cuối cùng là cái TV không bao giờ bị virus, còn cái smartphone có thể lắm và có thể bị đánh cắp mất tiền nữa. Thôi đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Như ông cũng dáng giữ cái TV đời cũ, xài suốt đời cháu à. Cháu còn trẻ muốn sử dụng cái nào thì tùy cháu. 29 Hà Nội chào anh em nhá. What's up anh em? Để có thể cập nhật nhanh chóng các video, anh em hãy bấm nút subscribe trên YouTube để bấm like nhá. Các bạn thân mến, mình là Pikachu đây. Năm nay mình 3100 tuổi, 31 tuổi. Đến với cuộc thi cười cùng Hùng Dô ngày hôm nay, trước hết mình xin hát tặng một bài nhạc chế. Các bạn cùng thưởng thức nhá. Một con vịt xẻ ra hai con thằn lằn con, cùng nhau cắn nhau đứt con chim non. Trên cành cao hót líu lo, hót líu lo. Em yêu chim, cô giáo em, miệng hay cười vì mắt cô long lanh. Cô yêu bố là tất cả. Bố ơi, bố là một con vịt, xảy ra hai con thằn lằn con, cùng nhau cắn nhau đứt con chim non. Trên cành cao hót líu lo, hót líu lo. Em yêu chim, cô giáo em, vì mắt cô long lanh. Cô yêu bố, cô là tất cả. Bố ơi, bố là một con vịt, xòe ra hai con thằn lằn con, cùng nhau cắn nhau đứt con chim non. Oh yeah. Tiếp theo, mình sẽ làm tặng các bạn một bài thơ. Bài thơ nghe hơi lủng củng nhưng mà cũng rất là vui. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng một tràng pháo tay nha. Bài thơ này mình mới làm xong nên là chưa đặt tên. Mọi người cùng bắt đầu nghe nào. Mở to loa lên. Hôm nay vội vã làm thơ, vì mai hết hạn cười cùng Hùng Dô. Trình thơ em cũng rất tồ, nhưng bị đe dọa nên vô làm bài. À nhầm, xin lỗi anh giai, vì là mê gái nên làm bài chơi. Chả là em có đánh hơi, có em gái nhỏ tuyệt vời chấm thi. Nên em đành cố dậy thì chết nhầm, nên em đành gắng nghĩ suy. Mong rằng đoạt giải của xì cô la, à sô cô la. Em mong cô bác gần xa, lai lùng các kiểu nhiều vào cho em. Bình luận đăng ký tặng kèm, để em giải nhất kiếm thêm vài đồng. Kính thưa các chú các ông, cho em xin phép được dừng bài thơ. Chúc cho các chị bơ vơ, các anh chưa vợ sẽ sờ thấy nhau. Mà thôi, viết nhiều lại sợ vỡ đầu, nên thôi dừng bút cho đời ấm êm. Cuối cùng xin được nói thêm, anh em ủng hộ chớ quên điều này.
Tiếp gì một cái nhấp tay, bật chuông thông báo có ngay chuyện cười. Anh em YouTuber ơi, cùng nhau sát cánh, nút vàng tới tay. Hùng Dô tiếng ngạo rất hay, cùng nhau phấn đấu sẽ giành nút cao. 100.000 sắp là bao, bước sang năm mới là vào túi thôi. Bà con cô bác đâu rồi, mau mau đăng ký Hùng Dô chuyện cười. Bài thơ của mình chỉ có vậy thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem kênh Hùng Dô tiếng ngạo. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh để luôn luôn đón nhận những video hay và đặc sắc nhất của chúng tôi nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Có một anh chàng, một hôm đang đi nhặt lá đá ống bơ, thì nhặt được một quyển bí kíp. Nghi là võ học thượng thừa nên anh ta giấu mang về nhà đọc. Trang mục miêu tả về võ công, có thể hô mưa gọi gió, độc bộ thiên hạ, đưa người ta lên đỉnh cao của võ học. Trang 2, cần phải tự cắt của quý mới có thể luyện. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh ta hạ quyết tâm vùng đào tự cắt của quý. Xong việc anh ném đào đọc tiếp bí kíp. Trang 3, không cắt của quý cũng không sao. Anh ta điên cuồng, nổi lửa lên đốt ngay quyển bí kíp. Khi sách cháy gần hết, trang cuối quyển bí kíp bay ra, chàng trai đưa mắt nhìn. Trang cuối viết, nếu đã tự cắt của quý, thì sau khi luyện thành bí kíp, của quý sẽ tự mọc lại. Ai ơi mà! Hai vợ chồng nọ, chết xuống âm phủ, sau khi đi qua bao nhiêu cửa ngục, lãnh chịu biết bao cực hình, khi đến cửa ngục kế tiếp thì Diêm Vương phán. Hai người lúc sống đã phạm nhiều tội lỗi, trong đó có cả tội ngoại tình. Ngoại tình tuy tội không nặng lắm nhưng cũng phải chịu phạt. Hình phạt đó là phải bị kim đâm, cứ ngoại tình một lần thì bị đâm một cái. Nói vừa dứt lời, Diêm Vương gọi quỷ sứ mau đưa hai tôi phạm này vào chịu phạt. Lúc đi chồng dặn vợ, anh không tốt với em, anh rất có lỗi với em vì đã ngoại tình 9 lần. Em là một người vợ rất ngoan hiền, đứng chờ anh ở đây nhé. Dạ, vâng ạ. Anh chồng vì đã ngoại tình 9 lần nên phải chịu bị kim đâm 9 cái. Sau khi chịu phạt xong, vừa ra ngoài anh ngó quanh không thấy vợ mình đâu, liền hỏi: Thưa Diêm Vương, vợ con đâu rồi ạ? Diêm Vương liền trả lời: Vợ ngươi đang nằm trên máy bay kia kìa. Ai ơi mà! xin chào quý anh chị em, cô dì chú bác, huynh đệ tỷ muội hiện đang học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào các bác nông dân đang cấy lúa ngoài đồng. Xin chào các anh phi công đang trên bầu trời xanh thẳm. Xin chào các chiến sĩ hải quân ngoài đảo xa. Xin chào các bác tài xế đang overland trên những chuyến đường dài. Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả anh em trên khắp đất nước Việt Nam thân yêu. Xin chào đồng bào ta ở hải ngoại. Và đặc biệt, xin chào tất cả các anh chị em đang xem video clip này. Video clip này được thực hiện nhằm đáp ứng lại tấm chân tình lòng yêu mến của tất cả những người sắp, sẽ và chuẩn bị hâm mộ tôi và đáp lại lời mời, lời yêu cầu, thậm chí hăm dọa để tôi thực hiện video clip này. Và không nói dài dòng, lê thê nhiều hơn nữa, tôi xin trình bày ngắn gọn về bản thân mình. Họ tên, số điện thoại, email, Facebook, địa chỉ, hộ khẩu thường trú, tình trạng hôn nhân gia đình, tất cả đều được hiển thị đầy đủ trên màn hình. Nếu ai đó xem không kịp, nhớ tua đi tua lại xem cho rõ nha. Nhớ hồi còn học phổ thông, khi làm bài tập làm văn, chúng ta thường có mở bài, thân bài và kết bài. Để khởi đầu cho video clip này, tôi sẽ hát cho quý anh chị em cùng nghe nha. Một bài hát tôi bảo đảm rất hay, rất vui. Cùng nghe nha. Thôi không ổn rồi, chó mèo hàng xóm biểu tình quá. Xin phép được qua phần thân bài luôn. Tôi xin phép kể cho anh chị em cùng nghe một vài mẫu chuyện vui nha. Thầy đồ là chủ đề mà từ ngày xưa ông bà ta truyền miệng kể cho nhau nghe rất nhiều những mẫu chuyện rất hay, rất ý nghĩa. Tôi tin chắc rằng ở mỗi chúng ta đã một hoặc nhiều lần được nghe ông bà, cha mẹ, thậm chí thầy cô thường hay kể
những mẩu truyện về ông thầy đồ đáng kính. Tôi xin phép được kể một trong những mẩu truyện, nhưng mà là truyện cười nha. Khẳng định đây là truyện cười về những vị thầy đồ đáng kính. Mẩu truyện thứ nhất tôi kể nha. Có một ông thầy đồ vốn tính lười biếng. Mỗi khi lên lớp dạy học trò, ông thường suy nghĩ đủ mọi chuyện trên đời để được về sớm. Một hôm khi lên lớp, ông ta hỏi cả lớp: "Này các trò có biết hôm nay chúng ta sẽ học gì không nào?" Cả lớp đồng thanh thưa: "Thưa thầy, không ạ." Ông thầy đồ nhà ta tay phải vuốt râu, tay trái chắp đít, đi tới đi lui, cố tỏ ra bực tức, quát: "Đi học mà bảo không biết gì hết cơ à? Cút! Cả lớp về nhà mà suy nghĩ xem có xứng đáng với ta không." Cả lớp đồng loạt đứng dậy, ủ rũ bước ra về. Có một cậu học trò liền đứng ra và bảo với lớp: "Ngày mai nếu thầy vẫn hỏi câu hỏi đó thì lớp mình cũng bảo là biết nha." Cả lớp gật gù và kéo nhau ra về. Sáng hôm sau khi lên lớp, thầy đồ vừa vuốt râu vừa hỏi cả lớp: "Thế các trò có biết hôm nay chúng ta sẽ học gì không nào?" Cả lớp cùng đồng thanh: "Thưa thầy, biết ạ." Thầy đồ gật gù đáp với các trò: Tốt lắm, các trò đã biết hết rồi. Thôi, hôm nay chúng ta tan học sớm nha." Lần này có một cậu học trò kháo khỉnh, hiến kế với cả lớp: Ngày mai nha, nếu thầy có hỏi thì nửa lớp sẽ bảo là có, nửa lớp sẽ bảo là không." Thế là cả lớp cùng nhất trí. Sáng hôm sau, đầu giờ lên lớp, thầy đồ vuốt râu, thầy đồ hỏi: "Các trò, hôm nay các trò có biết chúng ta sẽ học gì không nào?" Nửa lớp bên trái đồng thanh đáp: "Thưa thầy, không ạ." Nửa lớp bên phải đồng thanh đáp: "Thưa thầy, biết ạ." Thầy đồ gật gù, vuốt râu, tay chắp đít, đi tới đi lui. Thầy đồ bảo: Tốt lắm, các trò ngoan. Bạn nào biết hôm nay sẽ dạy lại cho các trò không biết nha. Thôi, các trò ở lại, ta về trước. Chào các trò. Mẫu chuyện thứ hai tôi sắp kể đây vẫn nói về một vị thầy đồ đáng kính của chúng ta. Có một ông thầy đồ đang ngồi cặm cụi viết văn chương trên mẫu giấy. Ông ta rất tâm đắc, vừa viết vừa gật gù. Thấy vậy, vợ thầy đồ liền hỏi: "Sao ông không lấy giấy to mà viết?" Thầy đồ càng đắc chí, vỗ đùi nghe cái bạch. Nhưng thầy vẫn hỏi lại vợ: "Sao bà lại hỏi như thế?" Vợ thầy đồ vừa nhai trầu vừa bảo: "Ông hãy lấy giấy to mà viết, có bỏ tôi còn lấy giấy đó để gói hàng ra chợ bán. Ông viết giấy nhỏ như thế bỏ uổng lắm." Và mẫu truyện tiếp theo tôi xin kể nói về một vị giáo sư, một vị giáo sư rất là bác học uyên thâm. Trên một chuyến bay nọ, có một vị giáo sư già đang khoác lác với các học viên của mình rằng: "Ta đã từng đi khắp nơi trên thế giới, đã từng nghiên cứu, tìm hiểu về văn minh, văn hóa vùng miền của tất cả mọi nơi. Không tin, ta sẽ chứng minh cho các anh chị xem nha." Và rồi ông giáo sư già thọt tay ra ngoài cửa sổ máy bay. Thấy không khí rất nóng, ông ta bảo với các học viên: "Chúng ta đang ở giữa sa mạc Sahara." Các học viên tỏ ra kính nể thầy, đúng là thầy cái gì cũng biết. 2 tiếng sau, ông giáo sư lại thọt tay ra ngoài cửa sổ: "Lạnh quá, ta chắc chắn đây là thủ đô Moscow của Nga." Các học viên của ông càng khâm phục. Và rồi ít phút sau, ông ta lại thọt tay ra ngoài cửa sổ và vội rút tay vào. Chết ta rồi, về nhà làm sao mà nói với vợ đây? Cái đồng hồ của vợ ta tặng mất rồi. Chắc chắn đây là vùng trời của Việt Nam rồi. Alo, vẫn còn rất nhiều mẫu truyện vui, tình tiết hài đang chờ các bạn khám phá. Tại Hà xin phép được kết thúc video clip tại đây. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và share, đăng ký kênh Hùng Rô Tiếu Ngạo, để lại một vài bình luận để video clip này
cũng như những video clip tham gia sân chơi cười cùng Hùng Rô được bình ổn hơn. Xin chào, chào tạm biệt. Bye. Tết đến, bố mẹ đi chúc Tết, chỉ có Tí ở nhà. Một lúc sau có khách tới thăm nhà chúc Tết, Tí ra đón khách. Năm mới, cháu chúc bác sức khỏe dồi dào, vui vẻ quanh năm ạ. Cảm ơn cháu, thấy bố mẹ cháu có ở nhà không? Dạ không ạ, bố mẹ cháu đi chúc Tết rồi, chỉ có cháu với con lợn đất này ở nhà thôi ạ. Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cô Tí chạy ra hớn hở khoe. Mẹ ơi, sáng nay có cô Tũng ở bên Mỹ đến nhà mình chơi. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng món quà của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng trong một năm. Nghe thế, mẹ cô Tí mừng quý hỏi ngay, món quà gì thế con? Dạ, một quyển lịch ạ. Ngày Tết, ông giám đốc đi ngắm hoa trong công viên. Tình cờ ông thấy đứa con nhỏ của người lái xe, ông móc túi lì xì cho nó rồi tươi cười hỏi, cháu biết chú là ai không? Cháu bé nhìn ông một chút rồi trả lời, dạ biết, chú là bạn của bố cháu, ngày nào bố cháu cũng cho chú đi nhờ xe, cháu thấy hoài. Có thực mới vượt được đạo. Khinh công tuyệt đỉnh, lăng ba vi bộ. Một ngày đàn, học một sàn khôn. Thử thách chứng minh thật tài. Quả nhiên, trời không phụ người hiền. Chân dung người thành công. Phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Chào mừng các bạn đến với cuộc thi cười cùng Hùng Rô. Chúng ta cùng cho một tràng pháo tay để chào đón bạn Lan Lém Lỉnh đến từ Thái Nguyên. Xin chào anh em chị đẹp trai và ít tài và chào tất cả các bạn. Trong bản đăng ký bạn có ghi bạn của bạn thừa nhận xét rằng bạn là người rất tài giỏi, có thể nghe được rất nhiều các ngôn ngữ trên thế giới nhưng mà không hiểu gì. Có thể nói được tiếng Việt, tiếng Kinh, tiếng bản địa và tiếng mẹ đẻ. Vậy trước khi đến với phần thi của mình, bạn có lời gì muốn nhắn nhủ với những người bạn bè của mình không ạ? Các bạn làm sao ấy? Bạn đã thấy thoải mái hơn chưa? Em thấy tinh thần thoải mái hơn rồi ạ. Bạn đã sẵn sàng? Em đã sẵn sàng. Vậy bây giờ chúng ta cùng đến với phần thi khởi động của bạn Lan Lém Lỉnh. Đi họp ở đâu chỉ cần mặc vest thắt cà là bạc mà không cần mặc quần dài. Họp ở chân dung. Chính xác. Điện từ còn thiếu trong bài hát sau. Sơ khớp 100%. Đúng là như vậy. Giấc mơ được nhiều người quan tâm nhất ở Việt Nam. Giấc mơ có một người ăn chặn tiền từ thiện. Bạn có thêm 10 điểm.
người cầm còi giữa đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở tổ chức nào? Mọi người mù quá ta. Rất chính xác. Đẳng cấp hiện nay phụ thuộc vào số liệu nào? Số liệu tiêm vaccine. Đúng là như thế. Việt Nam mới phát minh ra loại vũ khí gì? Bom, bom hàng. Bạn có thêm 10 điểm. Loại vaccine Covid nào tốt nhất? Vaccine ông ngoại. Chính xác. Câu nói này quay xe là trong bộ phim dài tập nào? Em cắm sừng anh. Rất chính xác. Hành tinh mới được phát hiện ở Việt Nam tên gì? Ok. Chính xác. Có thể mua rơi mây ở đâu? Trên mạng. Bạn có thêm 10 điểm. Còn có gì có nghĩa là không còn gì cả? Còn cái đỉnh. Đúng là như vậy. Vì sao cầu thủ Thái Lan đánh quỳ trỏ vào mặt Quang Hải? Vì Quang Hải quá đẹp trai. Bạn có thêm 10 điểm. Thầy giáo của cha của bố mình được gọi là gì? Thầy ông nội. Chính xác. Vâng, thưa quý vị khán giả, rất vui mừng khi được công bố đây là số điểm thi khởi động cao kỷ lục, cao nhất trong lịch sử 21 năm của chương trình Đời Lên Đỉnh Olympia. Trong phần thi khởi động, chương trình có câu hỏi về quảng cáo thuốc đông y. Vậy thực hư của chuyện quảng cáo thuốc đông y là như thế nào? Phóng viên của chương trình Cười Cùng Hùng Đô đã liên lạc với những diễn viên bất đắc dĩ trong đoạn quảng cáo trên và được họ cho biết tất cả các video quảng cáo trên YouTube hay YouTube hay Internet đều là do một tổ chức tự xưng được mang tên Nhà Tôi Ba Đời cắt ghép và chỉnh sửa. Thực tế nội dung không phải như vậy. Nội dung gốc của các video quảng cáo trên là như sau. Trong các video quảng cáo thì bản thân cô là người bệnh hay là lấy thuốc ạ? Bản thân cô là đang gặp các vấn đề về xương khớp. Chỉ có thể hơn 40 năm rồi. Thế tình trạng bệnh của cô như vậy thì cô sợ nhất điều gì? Từ Nam vào Bắc là chỉ sợ những người uống thuốc của nhà cô thôi. Uống là không khỏi, không uống khỏi 100%. Vậy cô có là nhắn nhủ gì lên với bà con không? Bà con gọi cho tôi đang gặp các vấn đề về xương khớp. Tôi cam kết tôi gặp các bà. À, thế cho con hỏi bà tên là gì ạ? Phạm Thị Huyền. Bà đến từ đâu ạ? Quận Lê Chân, Hải Phòng. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi 8 tuổi. Cái tình trạng bệnh của bà trước và sau khi uống thuốc thì thế nào ạ? Trước là tôi đứng dậy đựng cái được ngay. Thế thì là tôi uống một gói thì tôi đau lắm, tôi không đi được. Cứ phải bê chân lên này mà nó buốt. Thế là tôi lên đây tôi khám thì chúng mày bán cho gói để về tôi uống chứ. Bán cho thì nó về là bây giờ tôi đứng dậy tôi phải bò. Tại Hội nghị Quốc tế Phụ nữ, đại biểu của Mỹ đứng lên phát biểu. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi đã nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không nấu nướng gì nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ hai, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ ba, chồng tôi đã chịu vào bếp và hôm đó, anh ấy đã nấu một bữa tối ngon tuyệt. Cả hội nghị vỗ tay, đến lượt đại biểu của Pháp đứng lên phát biểu. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng tôi sẽ không lo việc giặt giũ nữa, anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ hai, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ ba, chồng tôi đã chịu mang áo quần đi giặt. Cả hội nghị lại vỗ tay, đến lượt đại biểu Việt Nam đứng lên phát biểu. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không đi chợ nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ hai, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ ba, tôi đã bắt đầu nhìn thấy lại được một chút khi hai mắt đã bớt sưng. Ba bà ngồi buôn dưa lê, buôn chắn dưa, chuyển sang buôn trứng. Một bà bảo, một lần em đánh bảo, sờ thử của chồng em. Lạ lắm, trứng nhà em lạnh ngắt. Nope. Nghe vậy, bà thứ hai bảo, ô vậy hả, thế thì em cũng phải kiểm tra xem trứng nhà em thế nào. Hôm sau, ba bà ngồi lại, bà thứ hai khoe, đúng thật, trứng nhà em cũng lành ngắt. Bà thứ ba ngạc nhiên lắm, thế thì em cũng phải kiểm tra xem. Hôm sau bà đến chỗ buôn thường lệ, mặt tím bầm, sưng húp. Các bà hỏi lý do thì bà kia bảo, ui giời, cái lão dở hơi, em sờ và bảo, lạ nhỉ, của anh cũng lạnh như chồng hai đứa bạn em. Chỉ có thế mà hắn cũng nổi xung và đánh em. Cô gái đi học trên Hà Nội, nửa đêm nhận được tin nhắn. Chào em, mình làm quen được không? Em có người yêu chưa? Em có rồi anh ạ. Thế á, cha đây, sớm mai bắt xe về quê ngay, họp gia đình chuyện này. Cha ơi, không như cha nghĩ đâu, đứa bạn vừa cầm điện thoại của con, nó nhắn tin đấy. Hôm sau cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn. Anh phải làm thế nào để được làm bạn của em? Cho phép anh làm quen nhá, em có người yêu chưa? Em chưa có anh ạ. Em làm anh thất vọng quá. Một phép thử đơn giản là biết được lòng nhau ngay. Mình chia tay thôi. Ôi dồi ôi, em xin lỗi, em tưởng cha em. Lý giải gì là cha đây, mai không về quê thì đừng về nữa. Hiu hiu, gió thổi đầu non.
mấy thằng cha uống rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngự trên đền vàng, thấy con uống rượu hai hàng lưỡi rơi. Tưởng rằng con uống con vui, nào ngờ con uống con chui vô nhị tùy. Bởi vậy người ta nói uống rượu nhiều thì hư đời, hãy nết việc làm bê bết bộ đầu lòng hư chắc chết. Còn tôi chẳng ghiền gẫm chi hết, chỉ có lai rai để giải muộn tiêu. Sầu ngày một, ngày hai, ngày ba không có rượu, tôi thấy đau lưng sổ mũi nhức đầu. Mấy bà mấy cô không biết uống rượu nên bài điều đặt ghét rượu, chứ mấy bà ăn trầu ăn bánh ai có nói cái gì đâu. Ông bà ta khen đáo khen để văn chương chữ nghĩa, để lại cá chồng cá chồng. Nào là vô tủ bất thành lễ, nam vô tủ như kỳ, vô không tủ nhập tâm như hổ nhập lâm. Còn thời đại ta biểu dương nó hết mình, rượu nếp gọi là nước mắt quê hương. Nó còn quan trọng hơn mấy gì dương nên gọi là đế. Chữ nho có dạy rằng chim khôn chọn cây lành, mà đâu còn gái khôn nên lựa mấy thằng nhậu mà nhờ. Nên cái Tri Tôn Đỗ Khương là tổ nấu rượu, còn Lưu Linh là một tay uống rượu xếp xong. Nói thì nhiều uống chẳng bao nhiêu, sáng nhiều nhiều ít ly, chưa sương sương ít ly, chiều lai rai y lít. Nếu có mồi ngon cũng được, không thì chế ớt me giòn cũng đủ nhắm sơ sơ. Nói về nghề nội chợ tôi sẽ dách một cây, nào là canh chua lương, cá cha chân tương, bò tái giấm dịch, tiết canh cày nấu lẩu ngon chưa. Ví dầu du lịch năm ti, chỗ tài nấu nướng diêm dương quỷ sứ A thì chắc cũng sai xưa. Một ông chồng vốn tế nhị và nể vợ. Nghe nói chuyện vợ có mèo mỡ, vẫn định bụng khi nào có dịp sẽ nhắc nhẹ cho vợ biết. Một hôm gặp vợ đang ngồi ăn ốc ở chợ, ông ta rất lịch sự đến gần mẻ ốc và rỉ tai vợ: Em cứ yên chí ăn ốc đi, còn vỏ anh sẽ đổ cho. Chồng vừa chết, vợ rước thầy về cúng. Sau khi làm lễ xong, thầy bắt đầu tụng kinh: Nam mô A Di Đà Phật, mong vong hồn siêu thoát về Tây Ninh Cực Lạc. Khi nghe đoạn này, người vợ bỗng òa khóc lên. Thầy hỏi: Vì sao con khóc? Sao thầy không khấn cho chồng con về Tây Thiên mà chỉ tới Tây Ninh vậy? Mong thí chủ thông cảm vì tiền cúng cho thầy chỉ có 100k, nhiêu đó thì chỉ đi đến Tây Ninh thôi, còn đến Tây Thiên thì không đủ.